Nguyên ạ, có thể nói to được không? Nói to và nói rõ ràng được. Giang Nguyên, Nguyên sinh năm bao nhiêu? Sinh năm 2000. Ừ, như thế tốt nghiệp được 1 năm rồi đúng không? Quốc, em quê em ở đâu? Ở Bắc Giang. Bắc Giang, chỗ nào Bắc Giang? Hiệp Hòa. À, Hiệp Hòa Bắc Giang ạ. Rồi, thế thì hôm nay tôi sẽ tư vấn cho Huyền về chương trình đào tạo và chuyển đổi visa đặc định tại Nhật. Chương trình này của tôi thì chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 là em sẽ học tiếng Nhật tại khoa Đại học Công nghiệp Hà Nội, dự kiến xuất cảnh tháng 4 của năm 2021. Đây là dự kiến nhé, bởi vì nó phụ thuộc vào tình hình dịch. Được chưa? Mục tiêu của giai đoạn này, mục tiêu một là phải có N5, trình độ tiếng Nhật thấp nhất là N5. Được chưa? Hai là phải có COE. Đấy, nó có hai mục tiêu. Được chưa? Giai đoạn 2 là em sẽ học tiếng Nhật cộng với nghề tại Nhật, thời hạn của nó là từ 12 đến 24 tháng. Được chưa? Đấy. Mục tiêu một là phải có trình độ tiếng Nhật từ N4 trở lên. Được chưa? Hai là thi được chứng chỉ kỹ năng nghề. Được chưa? Nó cũng có hai mục tiêu. Được chưa? Thế thì chi phí đi, F1 tại Việt Nam là khoảng 89 triệu. Được chưa? Trong đó là bao gồm các chi phí tại Việt Nam. Được chưa? Đấy, bao gồm tất cả các chi phí nhé, trừ mỗi tiền ăn. Được chưa? Bao gồm tiền giáo trình đồng phục, tiền học tiếng Nhật tại Việt Nam, tiền ký túc xá 6 tháng tại Việt Nam, được chưa nhỉ? Và ký túc xá 3 tháng tại Nhật. Được chưa? Đấy, được chưa? Thế thì ngoài chi phí này ra thì em sẽ được cái tập đoàn bên Nhật cho vay 700 man. Thế em nộp cái tiền học phí học tiếng Nhật tại Nhật trong thời gian 12 tháng. Được chưa? Và quan trọng nhất là không lãi, tức là không tính lại cái số tiền nào. Được chưa? Tức là như thế thì em cần phải nói với gia đình nhà, cần phải xác định rõ chi phí đi của em này là 89 triệu cộng với 75 man nha, chứ không phải chi phí đi là hết có 89 triệu hết có 75 man đâu. Được chưa? Nó phải gồm hai khoản này. Được chưa? Thế thì cái tiền, cái bài toán tài chính trong cái giai đoạn này thì nó như thế nào, đúng không? Trong cái giai đoạn là học từ 12 đến 24 tháng này thì nó như thế nào, đúng không? Một năm nó có 12 tháng thì nó có 8 tháng á em học, thì em sẽ đi làm với mức lương 12 man đúng không? Thì em sẽ có 96 man. Đấy. 4 tháng nghỉ. Em đi làm với mức lương 20 man thì em sẽ có 80 man. Tổng hai khoản này là em có 176 man. Đúng không? Đấy. Em chi. Đây là thu. Đây là chi. Thì em chi gì? Thì 1 năm ở bên đây nó có 12 tháng. Đúng không? Em sẽ đi tiền ký túc xá cộng với tiền ăn ở bên Nhật thì em hết khoảng 5 man. Đối với nữ nha, phải tiết kiệm nha. Phải tiết kiệm đấy thì mới có bằng này tiền đấy, còn nếu không thì nó sẽ hết từ 5 đến 8 man thôi. Được chưa? Đấy, thì em lên đến 12 tháng thì em hết 60 man. Đúng không? Thế tổng trừ 60 man thì em còn 116 man. Đúng không? Đấy, thì như thế là sau 1 năm em đi làm thêm tại bên Nhật thì em sẽ có 116 man và làm đúng theo 2 tháng giờ một tuần trong thời gian học theo đúng quy định của chính phủ Nhật Bản nhé. Thế thì cái tiền 75 man này này, em và gia đình sẽ trả cho tập đoàn
mỗi tháng trong thời gian học thì em và gia đình sẽ gửi sang gia đình trả khoảng 4 man, 4 đến 5 man trên tháng, được chưa nhỉ? Trong thời gian nghỉ mà em đi làm thêm ở bên kia nhiều ấy, thì em với gia đình em sẽ trả tầm khoảng 8 đến 10 man trên tháng, đúng không? Và như thế là em sẽ trả trong 12 tháng là hết lần rồi, được chưa? Thì nếu như em trừ đi tiếp 75 man nữa thì em còn khoảng 41 man. Và như thế thì chi phí 41 man thì nó sẽ đủ 89 triệu. Và như thế thì trong năm đầu tiên em học ở bên này thì em cần phải xác định với tôi là không có kiếm tiền ở trong cái giai đoạn này được, mà sẽ đủ chi phí sinh hoạt ở bên Nhật, cũng như là có thể giúp đỡ bố mẹ trong cái thời gian này thôi. Bởi mục tiêu kiếm tiền không phải là mục tiêu ở cái giai đoạn này, được chưa? Được chưa? Thế thì kết thúc giai đoạn 2 mà em đạt được N4 trở lên cộng với chứng chỉ mà 114 nghề chứng chỉ liên quan đến giai đoạn kinh ấy, được chưa nhỉ? Thì em sẽ chuyển sang giai đoạn 3, được chưa? Và giai đoạn 3 này mới là giai đoạn kiếm tiền cho em và gia đình, được chưa nhỉ? Thế thì giai đoạn 3 đúng không? Là chuyển visa. Thì visa của em ở đây là visa đặc định, đúng không nhỉ? Đây là một trong loại visa mới mà của Nhật Bản ra đời vào năm 2019 dành cho lao động nước ngoài, được chưa? Được chưa? Thế thì quyền lợi chế độ visa này là như nào? Tôi chỉ nói một số cái cơ bản nhé. Còn em về có thể search lên mạng xem, một là làm việc 5 năm, quan trọng nhất là này. Hai là mức lương tối thiểu là 18 man, được chưa nhỉ? Đấy. Thì nó có hai quyền lợi chế độ cơ bản như thế này liên quan đến visa đặc biệt thôi, được chưa? Đấy. Thì cái chương trình này gọi là chương trình đào tạo và chuyển đổi visa đặc biệt, nó là như thế. Bởi vì cái giai đoạn 2 này em sẽ học nghề cộng với học tiếng bên Nhật, được chưa nhỉ? Ví dụ như em sau này em làm nhà hàng khách sạn thì em sẽ đăng ký học nhà khách sạn bên Nhật để em sẽ được đào tạo theo cái chuyên ngành đấy để em thi được chứng chỉ và em chuyển visa thôi, được chưa? Thì đây là hôm nay là tôi đã tư vấn xong cho Huyền về cái chương trình đào tạo chuyển đổi visa đặc biệt mà em nên tìm hiểu. Thì Huyền có câu hỏi gì không? Em có hỏi gì không? Rồi nếu mà em không hỏi thì cơ bản chương trình như này thì em về em trao đổi lại thêm với bố mẹ. Còn đó đưa ra quyết định không có vấn đề gì.